chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có một số nội dung sau đây. Công ty giấy Vĩnh Thịnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 28 năm ngày thành lập công ty với không khí sôi nổi, đoàn kết và gắn bó. Được thành lập từ những năm đầu thập niên 90, trải qua 28 năm hình thành và phát triển, công ty giấy Vĩnh Thịnh đã dần khẳng định tên tuổi, vị thế của mình trên thị trường ngành giấy tập học sinh, giấy in, giấy photocopy đa chức năng và giấy in khổ lớn mang thương hiệu Subaru. Tập học sinh cao cấp Subaru Notebook do đơn vị trực tiếp nghiên cứu sản xuất và được đông đảo khách hàng tin dùng bởi nhiều ưu điểm vượt trội, đi kèm với chính sách bảo hành chu đáo. Đây nhất thì chúng tôi có cái thành tựu về hàng được chứng nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao, chuẩn nội nhập, cũng như là hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Bằng sự nỗ lực không ngừng, luôn luôn cải thiện chất lượng dịch vụ, chất lượng của sản phẩm, mong muốn mang đến cho quý khách hàng, người sử dụng những sản phẩm chất lượng nhất, cao cấp nhất, phù hợp với giá thành và túi tiền của người tiêu dùng. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 28 năm qua, đến nay, công ty giấy Vĩnh Thịnh liên tiếp đạt nhiều danh hiệu bình chọn trong nước. Trong thời gian tới, đơn vị không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng.